còn đau, nước mắt ướt nhòa. Chẳng thể nào nghĩ được liệu mai sau có thể gặp lại nữa. Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tập quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im. Làm sao quên được hình bóng ấy, thời gian sao có thể xóa nhòa. Người mà anh đã từng nguyện yêu đương để rồi vụt mất. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần. Giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên ai. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em. Chẳng thể nào nghĩ được vì sao để đánh mất được em. Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình. Chúng ta vừa rồi đã được nghe một bài hát mang âm hưởng rất là trẻ trung. Một bài hát được thể hiện trên những nền nhạc nhẹ và có rất là nhiều nhạc cụ điện tử được phối ghép. Và ở đây chúng ta đang có cặp loa WeWork G4000, một dòng loa cây với cách thiết kế cổ điển. Và chúng ta thường bắt gặp những cặp loa WeWork G4000 như vậy ở trong những phong cách mà các bác thường dùng để sử dụng cho những bản nhạc vàng, những bản nhạc không lời. Tuy nhiên với WeWork G4000 thì chúng ta lại có một cái nét hoàn toàn khác, một sự mới lạ ở cái sự đa dạng trong cách trình diễn tất cả những dòng loại nhạc, những cái thể loại âm nhạc. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể hát karaoke rất hay ở trên đôi loa này. Và WeWork G4000 là một đôi loa cây được thiết kế với chiều cao là 115cm. Và chúng ta sẽ có cái gì ạ? Một sự nổi bật hoàn toàn nằm ở mặt trước. Nổi bật ở đây là nổi bật về số lượng loa có mặt ở trên một thùng, nổi bật về số lượng loa chung có mặt ở trên một thùng. Và nổi bật nữa là chúng ta có thể thấy tất cả những cái kiềng loa, vành loa được sơn phủ vào là một điểm nhấn rất tốt với tất cả các kiềng màu vàng gold như thế này ạ. Các bác có thấy đẹp không ạ? Hệ thống 4 loa chép, 3 chép giấy, 1 chép kèn, 3 loa chung, 1 trung trầm, 2 trung cao và 1 bát 30 gân vải tẩm dầu. Tất cả những cái sự thay đổi, những sự hoàn thiện để cho chúng ta được những bản nhạc hay, những bản DJ mạnh mẽ và đặc biệt là những phần trình diễn karaoke vô cùng tuyệt vời và sắc nét. Và trong cấu hình combo ngày hôm nay thì bên em đang phối ghép G4000 phiên bản mới đối với một chiếc đẩy X7 Pro DAC, cũng là phiên bản mới, phiên bản hoàn thiện trong năm nay. Chắc có lẽ đây sẽ là một phiên bản đem lại cho chúng ta một cái sự hoàn thiện nhất, hoàn hảo nhất với cách thiết kế mới lạ, một sự lột xác về ngoại hình để cho chúng ta có một sản phẩm trông nó hiện đại hơn, xịn sò hơn. Mặt trước có một tấm kính cường lực bao phủ gần như là toàn bộ mặt trước của thiết bị đẩy X7 Pro DAC. Và đối với cái màn hình LED cũng như là cái hệ thống các nút check up đều được ẩn này. Chúng ta có thể thấy được ẩn xuống để tránh những cái tác động của những người không biết căn chỉnh có thể sử dụng và làm hỏng đi những cái tần số đẹp của chúng ta đã lựa chọn. Và phía trên thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống những cái nút để chúng ta căn chỉnh. Thứ nhất là chúng ta có thể điều chỉnh được các ngõ ra ngõ vào của các thiết bị kết nối nguồn nhạc vào chiếc đẩy X7 Pro DAC, ví dụ như là Bluetooth này, AUX này, Casio này, rồi đường cổng quang chẳng hạn. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể điều chỉnh được 3 cấp độ chống hú ở trên thiết bị này, và thiết bị của chúng ta sẽ chống hú hoàn toàn tuyệt đối. Tiếp theo thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được ngưỡng âm lượng khởi động, ngưỡng âm lượng tối đa. Tức là ở trong cái ngưỡng âm lượng tối đa thì là đấy là một cái tính năng mà giúp chúng ta bảo vệ thiết bị. Trong cái không gian của chúng ta nhỏ thôi thì chúng ta muốn một cái âm lượng như thế này là đủ, tránh cái tình trạng là không may có trẻ nhỏ có vặn hai cái chiếc áp lớn này lên thì cũng không để lại cái hiện tượng là hú rít mic khi chúng ta hát karaoke, hoặc là âm lượng của nhạc quá lớn khiến cho loa của chúng ta bị cháy. Đấy là một cái sự hoàn hảo, hoàn chỉnh rất là tuyệt vời trên thiết bị đẩy X7 Pro DAC. Và vừa rồi thì các bác đã nghe một bản karaoke em đã hát ở trên bộ mic không dây VK4 số 9, và chúng ta cảm thấy như thế nào ạ? Các bác hãy là người lắng nghe và đánh giá. Đây là một bộ mic
có giá trị là 1.500.000 đồng. Tuy nhiên đối với tất cả các bộ dàn, những bộ cấu hình phối ghép nên một bộ combo thì bên em đều tặng các bác bộ mic này. Và ở trong bộ dàn này thì em cũng xin phép được tặng thêm các bác 500.000 đồng nữa, tức là 9 triệu đôi loa, 7 triệu rưỡi bộ mic không dây và 7 triệu rưỡi chiếc đẩy X7 Pro DAC, 1 triệu rưỡi bộ mic không dây. Tổng cộng chúng ta sẽ có 18 triệu đồng và bên em sẽ chỉ tính là 16 triệu đồng khi các bác mua, các bác chốt hàng. Và tất cả những đơn hàng ở gần, trong những khoảng cách dưới 100 km thì bên em có bàn giao tại nhà, căn chỉnh cho phù hợp với các tín hiệu trong cái không gian của nhà các bác. Còn ở xa thì bên em cũng sẽ có những bài test, những cái phần kiểm tra, những đường ra đường vào, những kết nối hoàn toàn bình thường, sử dụng hoàn hảo, thì bên em tiến hành đóng gói và các bước kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Và trước khi bàn giao cho các bác thì cũng có một đơn vị vận chuyển mang đến tận nhà và chúng ta sẽ được kiểm tra tại nhà. Và nếu các bác cảm thấy ok, cảm thấy hay, ok, chốt đơn và thanh toán cho đơn vị vận chuyển. Và địa chỉ của Zika Audio đặt tại 133 phố Trường Long, Long Biên, Hà Nội. Bên em rất mong muốn các bác ghé qua và nghe thử, test thử các sản phẩm mà bên em đã từng đăng tải và quảng cáo nha các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì xin mời nhấc máy và gọi điện đến hai số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau nhé.